Thưa quý vị, ngày 8 tháng 7, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, vừa xảy ra vụ một người đàn ông dùng búa tấn công một phụ nữ trung tá công an đến chấn thương nặng, phải đưa đi cấp cứu. Cho đến sáng mùng 8 tháng 7, Trung tá VTAV 45 tuổi đang công tác tại Công an huyện Hoài Ân, người bị một người đàn ông dùng búa tấn công, vẫn đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bệnh nhân V bị chấn thương nặng, được phẫu thuật hôm qua, hiện tình hình vẫn còn rất nặng, đang nằm hồi sức ở khoa ngoại thần kinh. Theo Công an huyện Hoài Ân, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 7. Vào thời điểm trên, Trung tá VTAV đang đi xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cao, thị trấn Tăng Bạt Hổ, thì Nguyễn Văn Đức, 44 tuổi, ở khu phố Gò Cao, chạy xe máy cùng chiều ở phía sau, dùng búa tấn công bà V. Sau khi bị Đức tấn công, bà V ngã xuống đường. Thế vậy, ông Đức xuống xe tiếp tục tấn công cho đến khi bà V nằm bất động mới dừng lại. Sau đó, ông Đức chạy xe đến Công an huyện Hoài Ân tự thú. Bà V bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Ngày 8 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, về hành vi dùng chất cực độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình, khiến 3 người tử vong, trong đó có chồng của Bích. Tại cơ quan công an, Bích đã khai rành rọt việc đầu độc chồng ra sao. Tại cơ quan công an, Bích khai nhận, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng chất độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình, trong đó có 3 người đã tử vong, gồm chồng của Bích là NTTT, 38 tuổi, và 2 người cháu ruột là NKZ, sinh năm 2017, và NHN, sinh năm 2012. Riêng về đầu độc chồng, tại cơ quan công an, Bích khai khoảng tháng 10 năm 2023, Bích mở hộc tủ trong nhà vệ sinh, lấy bình thuốc cyanua ra. Tay trái và tay phải Bích cầm viên thuốc con nhộng đó, hất thuốc cyanua vào vừa đủ, thì Bích đậy lại và sau đó Bích để viên thuốc đó vào bịch thuốc của chồng Bích hay uống. Bích khai vào buổi trưa khi chồng mình về nhà thì chính mắt Bích đã nhìn thấy chồng uống liều thuốc đó và có viên thuốc có chứa cyanua trong đó. Cũng bằng cách bỏ chất độc cyanua vào trong thuốc con nhộng, Bích đã đầu độc cháu NHBT, sinh năm 2006, cháu ruột Bích. Theo đó, ngày 22 tháng 6, Bích nhìn thấy mặt NHBT nhiều mụn nên già vừa khuyên trước đây mình cũng bị vậy. Khi uống thuốc mát gan giải độc thì hết, nếu NHBT uống thì Bích mua cho. Khi NHBT đồng ý thì Bích ra tiệm thuốc Tây mua thuốc đau chân, trong đó có viên con nhộng. Về đến nhà, Bích đổ thuốc viên trong con nhộng ra, nhét cyanua vào rồi đưa cho cháu uống. Sau khi uống, NHBT lâm vào hôn mê, mất trí giác và được mẹ phát hiện đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Đến ngày 25 tháng 6, kết quả xét nghiệm từ Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy NHBT bị ngộ độc cyanua. Sau khi nhận thông tin trên, cậu ruột của NHBT nghi ngờ có điều đáng ngờ nên đã làm đơn trình báo công an. Ngày 8 tháng 7, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ 5 thanh thiếu niên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng. Nhóm này gồm Dương Minh T, Nguyễn Thế T, Trần Thế V, Phạm Thành D cùng sinh năm 2007, chú Ninh Bình và Nguyễn Đức P sinh năm 2008, chú Nam Định. Trước đó khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 7, Dương Minh T rủ các bạn còn lại mang theo tuyếp sắt đi lượn lờ gây sự. Nhóm thanh thiếu niên này đi trên 2 xe máy, phóng sang tỉnh Nam Định, tìm cớ gây sự với thanh niên đi trên đường. Tuy nhiên, không đánh được ai, nên nhóm này quay về Ninh Bình. Tại thành phố Ninh Bình, các đối tượng lượn lờ trên một số tuyến đường. Khi đến đường Tràng An, phát hiện 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy, các đối tượng đã phóng theo gây sự. Bị đuổi đánh vô cớ, 2 thanh niên phóng xe bỏ chạy và bị ngã văng ra đường. Hậu quả một nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy và trốn lên Hà Nội. Sau khi nghe tin một nạn nhân đã tử vong, lực lượng công an đang truy tìm gắt gao. Nhóm thanh thiếu niên này đã về công an thành phố Ninh Bình đầu thú. Ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tiến hành xác minh đoạn clip quay lại cảnh cô gái trẻ lái xe máy nhưng buông hai tay khi lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải 2 đoạn clip quay lại cảnh một cô gái trẻ đội nón bảo hiểm, mặc quần ngắn lái xe máy. Hình ảnh trong clip thể hiện trong lúc lái xe, cô gái buông hai tay để tạo hình trái tim và chữ V. Đoạn clip đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều về việc ý thức chấp hành quy định về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhiều người đã vào ném đá cô gái này. Hai đoạn clip đăng tải được khoảng 30 phút thì bị gỡ bỏ. Qua xác minh bước đầu của lực lượng cảnh sát giao thông, thời điểm diễn ra vụ việc là buổi tối trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long.
phòng cảnh sát giao thông đã giao công an thành phố Vĩnh Long tiến hành xác minh, xử lý vụ việc theo quy định. Thưa quý vị, chiều 7 tháng 7 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong. Theo đó, nạn nhân là chị N, 22 tuổi. Nghi can được xác định là người tình của mẹ nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra sáng cùng ngày. Nạn nhân là chị NTQN, sinh năm 2002, người địa phương. Nghi can được xác định là Hà Văn Tý, bạn trai mẹ nạn nhân. Lãnh đạo xã Nga My cho biết, nghi can không phải người địa phương. Người đàn ông này chưa đăng ký kết hôn với mẹ nạn nhân, mà chỉ có mối quan hệ tình cảm qua lại. Về phía nạn nhân, sau khi bị tấn công đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã tử vong. Nghi can đã rời khỏi hiện trường sau đó. Vị lãnh đạo địa phương cũng cho hay, cảnh sát đang khám nghiệm nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Bình và các đơn vị chức năng công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ. Những ngày vừa qua, vụ nổ súng khiến cô gái trẻ tử vong ở Long Biên vẫn thu hút được sự chú ý của dư luận. Theo đó, Nguyễn Xuân Đạt và Vũ Thành Quang là hai đối tượng trong vụ việc xảy ra vào rạng sáng 3 tháng 7 vừa qua, có tới 4 tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy và cố ý gây thương tích. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại địa bàn tỉnh Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt cũng đã đến phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú. Đây là hai trong ba đối tượng chính trong vụ nổ súng khiến một cô gái trẻ tử vong xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 7 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Cơ quan điều tra xác định kẻ trực tiếp gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này hiện đang bỏ trốn là Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Đạt và Vũ Thành Nam đều có nhân thân phức tạp và thường sống lang thang. Như Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, tên này từng có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhưng ngôi nhà gã đăng ký thường trú đang do một người họ hàng trông coi. Quang có hai tiền án đều về tội danh liên quan đến ma túy nhưng thường xuyên vắng nhà. Tương tự, Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm. Tên này có hai tiền án, một về tội danh liên quan đến ma túy, một về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng Đạt lâu nay cũng lấy trời làm màn, đất làm chiếu và chủ yếu sinh sống, làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Có thông tin cho biết, trước hôm xảy ra vụ nổ súng, Đạt vừa về Hà Nội và được đám bạn xã hội rủ đi chơi. Chiều 7 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì vừa tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, 3 nam thanh niên gồm HDN, DCC, DVN đều sinh năm 2008, trú tại huyện Phú Yên, Sơn La, điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát từ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh lên thành phố Việt Trì chơi, bị 14 đối tượng đi trên 7 xe máy không gắn biển số rượt đuổi. Sau khi rượt đuổi, các đối tượng cầm theo hung khí, vỏ chai bia tấn công, gây thương tích cho anh HDN. Theo xác định của công an, nhóm đối tượng và bị hại không hề quen biết, không phát sinh mâu thuẫn từ trước, chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, sau đó xảy ra sự việc như trên. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thành phố Việt Trì phối hợp với Công an cơ sở tiến hành rà soát, xác minh, nhanh chóng làm rõ 14 đối tượng liên quan. Các đối tượng gồm Đỗ Đào Duy Khánh, Trần Trịnh Tuấn, Hà Tiến Đạt, Hoàng Trung Nghĩa đều sinh năm 2006, Nguyễn Mạnh Dũng, Đào Phương Nam, Nguyễn Văn Nghiệp, Nguyễn Hoàng Thành Trương, Trần Duy Tân cùng sinh năm 2007, Vũ Minh Thiện, Hà Mạnh Dũng, Nguyễn Ngọc Toàn, Hoàng Quốc Trí, Lê Hồng Sơn đều sinh năm 2008. 14 đối tượng trên cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trong đó có một số đối tượng thuộc diện quản lý của Công an huyện Cẩm Khê. Công an thành phố Việt Trì tạm giữ hình sự với 8 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ, triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trưa ngày 7 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về một khinh khí cầu bay từ thị xã Sơn Tây bị rơi xuống bãi đất trống ở thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội. Liên quan đến thông tin này, đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 7. Khi đó, một khinh khí cầu xuất phát từ Sơn Tây chở theo 9 người thực hiện hành trình tham quan, quảng bá du lịch. Đến địa điểm Tây Đằng thì gặp sự cố nên phải hạ cánh khẩn cấp. Theo vị đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng, không có chuyện rơi khinh khí cầu, mà phương tiện này được hạ cánh do gặp lỗi kỹ thuật. Khu vực khinh khí cầu hạ cánh là bãi đất trống giáp tỉnh lộ 412 thuộc thị trấn Tây Đằng.
Địa điểm này cách vị trí xuất phát khoảng 10 km theo đường bộ. Đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng cho biết, khinh khí cầu đã được cơ quan chức năng cấp phép bay. Sau sự cố xảy ra, 9 người trên khinh khí cầu đều an toàn. Ngày 7 tháng 7, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 8 Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tiếp tục hoàn tất khám nghiệm hiện trường, sửa chữa giải phân cách trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết sau vụ va chạm vào trưa cùng ngày. Vụ va chạm giữa ô tô khách dường nằm và xe con xảy ra tại km 211+200 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc địa phận xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào trưa nay. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 50F03439 chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết theo hướng Bắc Nam. Khi đến vị trí trên, xe khách va chạm với chiếc ô tô mang biển kiểm soát 51L11244 chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến hai xe hư hỏng, trong đó xe khách lao xuống mương thoát nước bên đường. Dân may, người trên xe không bị thương. Vụ tai nạn làm ngã 15 giải phân cách, hư hỏng 30 tấm chống chói, chống hộ lan dây kẽm gai, mương thoát nước. Theo đơn vị quản lý tạm thời cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, vị trí xảy ra tai nạn là đường thẳng, mặt đường êm thuận, đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, lúc xảy ra tai nạn trời có mưa. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài gần 100 km, được đưa vào hoạt động vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Từ ngày hoạt động đến nay, trên tuyến cao tốc này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Chiều ngày 7 tháng 7, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy bãi chứa pallet gỗ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 7, người dân phát hiện bãi chứa pallet gỗ tại con hẻm đường liên ấp 26, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh xảy ra hỏa hoạn. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Theo người dân, cột khói đen từ bãi chứa pallet gỗ bốc lên cao. Khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành chữa cháy tại bãi chứa pallet nêu trên. Vụ cháy sau đó được lực lượng chức năng khống chế. Thông tin ban đầu về vụ cháy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cho biết, khi nhận được thông tin, Công an xã Vĩnh Lộc A đã đến hiện trường, phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự. Diện tích cháy chứa pallet tại bãi đất trống khoảng 250m2, lan sang một nhà tôn không số chứa đồ đạc diện tích 70m2. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Do xảy ra ùn tắc trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lực lượng cảnh sát giao thông buộc phải chặn dòng xe trên cao tốc Phan Thành Dầu Dây hướng dòng ô tô di chuyển theo quốc lộ 1. Theo ghi nhận chiều ngày 7 tháng 7, tại km 63 trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây giao với quốc lộ 1, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện kéo dài hàng km. Nguyên nhân là do ngày cuối tuần, lượng phương tiện đổ dồn về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, khiến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bị dồn ứ dẫn đến ùn tắc. Để giải quyết tình trạng trên, đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 6, đội 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã huy động lực lượng chặn dòng xe trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng các phương tiện di chuyển theo quốc lộ 1 thay vì tiếp tục di chuyển trên cao tốc. Đại diện đội 6 cho biết, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phan Thiết Dầu Dây không xảy ra sự cố hay vụ tai nạn giao thông nào. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đổ dồn trong cùng một thời điểm quá lớn, khiến hai tuyến cao tốc trở nên quá tải. Ngoài ra, tại km 94 trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có trạm thu phí, cũng xảy ra tình trạng phương tiện ùn ứ khi di chuyển qua đây. Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng đóng mở cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, linh hoạt từ xa, tùy thuộc vào tình hình thực tế địa phương. Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng thông báo, sự cố cầu quay tối mùng 6 tháng 7 đã được khắc phục, tất cả các tàu xuất phát và kết thúc tại ga Hải Phòng. Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông thành phố Hải Phòng, việc tiến hành sửa chữa khắc phục sự cố do tàu hàng đâm vào cầu quay lúc 19 giờ 30 phút tối mùng 6 tháng 7 làm biến dạng đường sắt đã được thực hiện khẩn trương trong đêm mùng 6 tháng 7 và sáng mùng 7 tháng 7. Các đơn vị chức năng tích cực sửa chữa cầu đường sắt sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân kiểm tra xong hiện trường. Đến 6 giờ 50 phút ngày 7 tháng 7, đơn vị thi công đã khắc phục xong nhịp 1, nhịp nặng nhất. Còn nhịp 2 đến 9 giờ ngày 7 tháng 7, đơn vị sửa chữa cơ bản hoàn thành và bắt đầu căn lại đường sắt. Đến 10 giờ 40 phút, ga Hải Phòng và chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng đã cho tàu chạy thử để các cơ quan chuyên môn đánh giá và cho phép thông cầu. Tàu thử tải về ga Hải Phòng lúc 10 giờ 55 phút an toàn nguyên vẹn. Do vậy, chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng thông báo các tàu hoạt động bình thường trở lại,
tất cả các tàu xuất phát và kết thúc tại ga Hải Phòng. Xe đạp, xe máy nhận vận chuyển tại ga Hải Phòng, không nhận ga Thượng Lý. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 7, đơn vị vận tải đường sắt cũng đã bố trí xe chuyển tải tàu HP1 từ ga Thượng Lý về ga Hải Phòng và đón hành khách tại ga Hải Phòng đến ga Thượng Lý để đi tàu LP6. Hàng loạt gốc cây xanh trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh bị bịt kín bằng bê tông, gạch lát vỉa hè, đóng đinh treo biển hiệu, gây cản trở quá trình phát triển. Tại đường Lê Văn Sĩ, quận 3, một số cây xanh bị bao vây bởi bê tông, gạch lát vỉa hè gây cản trở quá trình phát triển. Dọc tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1, nhiều cây xanh có tuổi đời hàng chục năm bị bao vây bởi bê tông. Một số cây còn bị đóng đinh lên thân để treo biển quảng cáo, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Khi gốc cây bị bao phủ bởi bê tông, rễ cây không có không gian để thở, dẫn tới cây bị chết dần. Ngoài ra, tại đường Huỳnh Tịnh Của, quận 3, Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, một số cây xanh bị đóng đinh lên thân cây, thậm chí xây bục quanh gốc cây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của cây xanh và làm mất mỹ quan đô thị. Tình trạng bê tông phủ kín các gốc cây khiến việc trao đổi khí, chất dinh dưỡng của cây gặp khó khăn, dẫn đến việc cây không thể phát triển và phát triển không đều. Tại đường Pasteur, quận 3, có khoảng 30 cây xanh cao khoảng 10-20m, đường kính thân cây khoảng 50cm đang bị biến dạng và phá vỡ các khối gạch xung quanh. Không chỉ bị đục khoét, đóng đinh, nhiều gốc cây xanh luôn trong tình trạng chất đống rác thải và các vật liệu sinh hoạt. Tình trạng cây xanh bị bóp nghẹt cũng xảy ra tại thành phố Thủ Đức. Nhiều cây xanh trên đường Đoàn Kết, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức cũng bị bê tông bịt kín gốc. Tại đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, cây xanh bị chiếm dụng làm nơi để vật dụng buôn bán. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã có những biện pháp tháo gỡ bê tông quanh gốc cây, bảo đảm sự phát triển không gian xanh bền vững cho thành phố. Thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Việc bảo vệ cây xanh và không gian sống xanh trong thành phố rất cần thiết. Cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp không khí trong lành và giữ cho môi trường sinh thái được cân bằng. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 7 tại thành phố Thanh Hóa với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu thuộc 81 đơn vị, 63 đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, các đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Hiện công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Với số lượng đại biểu lớn, ban tổ chức liên hoan lần này xác định công tác đón tiếp, phục vụ phải đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. Quan trọng hơn là thể hiện tình cảm, thiện chí của đất và người xứ Thanh trong mắt bạn bè đồng nghiệp, du khách, đại biểu tham gia liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16. Để có được không khí và sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16. Từ nhiều tháng trước, VOV đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, bàn bạc, thống nhất, xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị cá nhân đảm nhiệm phần việc liên quan như hậu cần, khánh tiết, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm. Nhà báo Nguyễn Huy Long, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa cho biết, ban tổ chức, đặc biệt là Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, đặc biệt quan tâm đến công tác khánh tiết, đón tiếp các đoàn về tham dự liên hoan phát thanh lần này. Theo tinh thần chỉ đạo là thể hiện đầy đủ tình cảm, trách nhiệm của ban tổ chức nói chung, đất và người Thanh Hóa nói riêng đối với các đại biểu tham dự liên hoan phát thanh lần thứ 16. Ông Long cho biết, có thể nói là liên hoan lần này với số lượng đại biểu về dự rất đông, công tác đón tiếp phục vụ ăn nghỉ, đi lại cho các đại biểu được tốt nhất, để lại những hình ảnh tốt đẹp về phong cách, dịch vụ, hình ảnh, ấn tượng về người Thanh Hóa, đối với bạn bè, đối với các đồng nghiệp làm phát thanh trên toàn quốc. Ông cũng cho hay, đến thời điểm này thì tất cả các chuỗi sự kiện trong liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đang phối hợp rất chặt chẽ với VOV và đang triển khai một cách đồng bộ. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 không đơn thuần là ngày hội của những người làm báo phát thanh, mà ở đó còn có sự đóng góp, tham gia đắc lực, hiệu quả và đầy trách nhiệm của người dân, thính giả, những người yêu làn sóng phát thanh. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 có 81 đơn vị tham dự với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại là phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp và 5 hạng mục giải thưởng gồm ứng dụng nền tảng số, podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc. Đặc biệt, liên hoan có sự tăng mạnh của chương trình phát thanh trực tiếp và chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau vòng sơ khảo được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, ban giám khảo đã lựa chọn 228 tác phẩm của 81 đơn vị lọt vào vòng chung khảo. Trong đó có 53 tác phẩm phóng sự, 28 tác phẩm phỏng vấn, 30 câu chuyện truyền thanh, 48 chuyên đề phát thanh,
32 chương trình phát thanh tiếng dân tộc và 37 chương trình phát thanh trực tiếp. Dự kiến sáng ngày 8 tháng 7 sẽ khai mạc chương trình thi phát thanh trực tiếp tại Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Trước đó, nhiều đoàn đã có mặt tại Thanh Hóa để chuẩn bị cho phần thi của mình. Tại lễ hội Vì Hòa Bình, khán giả và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng đầy ý nghĩa từ thiết bị bay không người lái, truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Tối ngày 6 tháng 7, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2024 với chủ đề Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đông đảo người dân, du khách, bạn bè quốc tế. Lễ hội Vì Hòa Bình năm 2024 là hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua tuyên bố và chương trình hành động về văn hóa hòa bình, ngày quốc tế hòa bình và hưởng ứng năm của hòa bình và niềm tin quốc tế 2025 của Liên Hợp Quốc. Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, lễ hội Vì Hòa Bình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh và truyền đi thông điệp về tình yêu hòa bình của Việt Nam. Ông Hưng cho biết, lễ hội Vì Hòa Bình là lễ hội mở, chỉ có ngày khai mạc mà không có ngày bế mạc, vì hòa bình luôn là mong muốn, khát vọng mãi mãi của nhân loại. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, hòa bình và phát triển luôn là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân loại. Hòa bình được xem là món quà vô giá nhất của mỗi quốc gia, dân tộc và toàn thế giới cần được bảo vệ và duy trì. Hòa bình không chỉ mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, mà còn là điều kiện căn bản, là nền tảng thiết yếu, là đích đến cuối cùng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng trên toàn thế giới, cũng như từng quốc gia khu vực. Hòa bình là mục tiêu tối thượng của hợp tác quốc tế và là giá trị chung của nhân loại. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc tổ chức lễ hội hòa bình, từ vùng đất đã từng bị hủy diệt bởi chiến tranh đang mạnh mẽ hồi sinh. Lễ hội sẽ truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển, phát huy sức mạnh dân tộc cùng sức mạnh thời đại, kêu gọi nhân loại chung tay xây dựng nền hòa bình bền vững cho thế giới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp hiện nay. Phó Chủ tịch nước cũng mong rằng lễ hội Vì Hòa Bình sẽ ngày càng có sức quy tụ, cuốn hút, tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, của nhân dân, du khách trong và ngoài nước, để nâng tầm giá trị của lễ hội trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, có uy tín không chỉ của Quảng Trị mà còn mang tầm quốc gia và quốc tế. Sau nghi thức khai mạc, người dân và du khách đã được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc, màn trình diễn drone, thiết bị bay không người lái, với hiệu ứng ánh sáng, tạo hình lung linh, ý nghĩa trên bầu trời đêm. Màn trình diễn bắt đầu bằng hình ảnh trái tim, được ghép bằng chữ peace, hòa bình, và love, tình yêu, bằng nhiều thứ tiếng. Trên bầu trời, ánh sáng chuyển động và hội tụ thành chiếc chuông hòa bình, cùng với âm thanh 9 tiếng chuông vang lên, thể hiện sự gắn kết của mọi thành phần, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tầng lớp, giai cấp, hướng tới mục tiêu hòa bình, dựng xây, kiến tạo nên một thế giới đại đồng, trường tồn bất diệt. Đội hình drone cũng khiến nhiều người thích thú, trầm trồ khi dùng hiệu ứng ánh sáng tạo nên những hình ảnh đặc sắc trên bầu trời đêm như cờ Tổ quốc, chim bồ câu tung cánh, biểu tượng của hòa bình, logo Quảng Trị và tên chương trình gắn kết những nhịp cầu, Connecting Bridges. Tối ngày 7 tháng 7, tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, diễn ra chương trình Hòa nhạc tháng 7, đêm nhạc mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm một năm khánh thành nhà hát Hồ Gươm. Chương trình hướng đến 78 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2024, 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2024. Chương trình quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng đến từ dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng các ca sĩ nổi tiếng như Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, Lan Nhung, Trần Thu Hường, Nguyễn Trường Linh dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu. Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Giám đốc nhà hát Hồ Gươm nhấn mạnh, ngày 9 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cắt băng khánh thành nhà hát Hồ Gươm. Kể từ khi khánh thành, nhà hát Hồ Gươm được vận hành khoa học, hiệu quả, trong đó chú trọng giao lưu hợp tác với các nhà hát trong nước, quốc tế, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà các đồng chí lãnh đạo bộ giao, luôn sáng đèn và các chương trình nghệ thuật đỉnh cao góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của thủ đô Hà Nội và đất nước. Giám đốc nhà hát Hồ Gươm Nguyễn Công Bảy khẳng định,
Dù bước đầu còn nhiều khó khăn, nhưng ban lãnh đạo nhà hát hy vọng nhà hát Hồ Gươm sẽ từng bước trở thành điểm đến không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân và cán bộ chiến sĩ, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa nghệ thuật, để văn hóa nghệ thuật thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh của đất nước, theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa con người Việt Nam. Chương trình Hòa nhạc tháng 7 mang đến cho khán giả những giai điệu dân tộc, những ca khúc đi cùng năm tháng, ngợi ca quê hương đất nước và niềm tự hào của dân tộc, cùng những tác phẩm quen thuộc được các nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Lê Bằng, Cao Đình Thắng chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng trình tấu, mang đến cho khán giả những cảm xúc tươi mới trong không gian âm nhạc, đầy tính học thuật, trang trọng và giàu màu sắc âm nhạc. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện nghệ thuật kỷ niệm một năm khánh thành nhà hát Hồ Gươm, trong tháng 7 năm 2024 sẽ diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho công chúng nhiều cảm xúc. Sau một năm kể từ ngày khánh thành, nhà hát Hồ Gươm đã diễn gần 70 chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng. Trong đó nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện mang dấu ấn vượt trội với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như nghệ sĩ saxophone Kennedy, nghệ sĩ violin Caroline Campbell, nghệ sĩ dương cầm Anna Polonsky, ca sĩ Katy Perry, giọng ca baritone Vladislav Sulinski, các nghệ sĩ nhà hát opera Hoàng gia Versailles. Nhà hát Hồ Gươm được xây dựng và hoạt động với mục tiêu trở thành một không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại, kết hợp hài hòa những yếu tố truyền thống. Nhà hát được tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards, WTA, vinh danh là một trong 10 top nhà hát opera tốt nhất thế giới. Nhà hát đã và đang trở thành nhà hát đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về kết cấu âm học để thực hiện những chương trình nghệ thuật đỉnh cao, là nơi để nghệ sĩ của các đoàn, các nhà hát trong nước và quốc tế đến biểu diễn. Thưa quý vị, được lưu truyền qua nhiều đời, đồng bào Giao Tiền ở xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng luôn giữ gìn một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình là nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong gắn liền với việc bảo tồn thiên nhiên. Theo thời gian, hoa văn sáp ong đã khiến những bộ váy áo của các cô gái Giao Tiền ở vùng núi biên giới Cao Bằng càng rực rỡ hơn, tô thêm màu sắc cho xóm nhỏ, làm giàu thêm các giá trị văn hóa nơi đây. Cách trung tâm thị trấn Nguyên Bình 20 km, xóm nhỏ Hoài Khao chỉ có 35 hộ dân với 169 khẩu nằm biệt lập trong một thung lũng, được bao bọc bởi những ngọn núi nhấp nhô phủ màu xanh mướt. Tất cả các hộ dân nơi đây đều là người dân tộc Giao Tiền. Và điều khiến bất cứ ai đến với xóm nhỏ này không thể nào quên là những bộ trang phục, váy áo được trang trí đẹp mắt bằng các họa tiết hoa văn vẽ bằng sáp ong. Chỉ từ những nguyên vật liệu đơn giản như sáp ong, ống tre, trúc, vải trắng, qua bàn tay khéo léo tỉ mỉ của những người phụ nữ Giao Tiền, các tấm vải đã được trang trí đẹp đẽ với nét hoa văn biểu tượng độc đáo. Đây là bí kíp mà những người phụ nữ Giao Tiền đã truyền dạy cho nhau từ đời này qua đời khác. Chị Bàn Thị Liên, tổ trưởng tổ thêu in hoa văn sáp ong của xóm cho biết, cần phải có giọt đựng tro, lò đun, đĩa sắt để đun nóng sáp ong, các khuôn tre trúc để tạo hình các hoa văn trên vải, và trước hết phải là hành trình khá cầu kỳ để có được những miếng sáp ong vàng óng. Theo chị Liên, cứ mỗi kg sáp ong có thể in hoa văn cho từ 8 đến 10 chiếc váy. Quy trình để làm được một sản phẩm hoa văn in sáp ong khá cầu kỳ, từ mai vải thật nhẵn và bóng, chia tấm vải thành nhiều ô cột, sau đó sáp ong được đun đến độ nóng để tan chảy vừa đủ để có thể vẽ hoa văn bằng sáp ong thật sắc nét. Sau khi hoàn tất, vải sẽ được nhuộm chàm từ 20 đến 30 ngày cho đến khi đạt màu sắc, có nghĩa là để có một sản phẩm hoàn chỉnh phải mất tới hơn một tháng. Trong đó có lẽ khâu thể hiện sự khéo léo tinh tế nhất của phụ nữ Giao Tiền là việc vẽ các họa tiết độc đáo trên vải bằng sáp ong. Chị Liên cho biết, biểu tượng hoa văn như đồng tiền là đặc trưng của người Giao Tiền. Còn các hoa văn khác như hình đồi núi, vì người Giao Tiền sống phụ thuộc vào thiên nhiên. Đặc biệt, quần áo giặt rũ không phai vì đã in sáp ong thì không bao giờ phai màu.